sao hôm nay là ngày chủ nhật mình cũng rảnh rỗi, mình chạy xuống mình coi căn nhà của mình tới đâu rồi ha. Hy vọng hôm nay nó có mở cửa thì cho mình vô. Là ngày mà mình đi vô để mình check nhà, có nghĩa là nó gọi là pre-walk, có nghĩa là vô mình coi những cái chỗ nào mình khuyết điểm á, mình sẽ dán cái những cái giấy màu xanh, cái sticker màu xanh á, mình dán lên thì người ta sau này người ta vô người ta thấy cái chỗ dán, có nghĩa là người ta biết mình không có hài lòng điểm đó thì người ta sẽ sửa cho mình. Thì cái ngày đó là cái ngày mà construction manager với lại người mua nhà sẽ có mặt ngay tại đó, rồi đi chung quanh từng phòng một, từng khu vực một, rồi mình sẽ khám phá, mình coi chỗ nào mình không hài lòng thì mình cứ dán giấy. Thì trong vòng một tuần sau đó thì mình sẽ làm settlement, có nghĩa là mình làm giấy tờ nhà thì cái căn nhà nó sẽ thuộc về mình sau khi mà người ta đã sửa hết những cái khuyết điểm và những cái giấy thì cái căn nhà nó sẽ thuộc về mình. Ồ, cả nhà mình thấy cái màu xanh này nè. Bề mặt thôi, chứ thật sự ra khi mà người ta đã check cái nhà này là người ta đã nói được mọi thứ đã ok hết rồi, những cái đóng khác hết, những cái inspection rồi. Thì cái này cái chỉ là giống như là bề mặt thẩm mỹ thôi. Như cái khúc này nè là nó bị giống như nó hơi bị chày chụa chút xíu, sơn nó không có được đẹp á, thì người ta sẽ dán cái miếng màu xanh này để cho người ta biết được là ok, cái này là mình không hài lòng. Thì cái ngày 23 tháng 10 là cái ngày mình sẽ vô mình dán những cái giấy như vậy nè. Thì hôm nay hên quá, mình tự nhiên nó mở cửa thì mình mới vô mình coi được, chứ thường thường nó đóng cửa. Thì bây giờ ông ngoại kỹ, ông ngoại đi lấy cái cục mà cục thử điện á, để thử từ ô một coi có điện hết hay không. Ông ngoại cầm này có gì đâu. Thì cái này sàn gỗ của mình chọn màu gỗ này. Bây giờ cái xu hướng bây giờ nó không có chọn gỗ này đâu nha cả nhà. Cái xu hướng sau này là nó chọn cái gỗ màu hơi màu vàng vàng á, hoặc là cái gỗ màu hơi xám xám. Còn mình thì mình thích cái kiểu truyền thống, mình lại thích cái gỗ truyền thống màu vàng. Để theo mình thấy nó ấm cúng đúng không? Còn cái gỗ kia nó sáng lắm. Tại khi mình lấy cái gỗ này rồi sau đó mình sẽ mua thảm sáng mình để lên thì nó nổi. Coi như hoàn thành hết rồi cả nhà ha. Mình có cái island, mình có ba cái đèn ở trong island. Sau này bây giờ cái nhà cũng lạnh. Đây đâu có cái nào USB đâu. Dạ, anh lúc đó để nói nó. Nhớ nha. Bên này có một cái USB nào đâu. Cho coi tủ lạnh cái. Ở đâu có cái này không nè. Có tủ lạnh mới giờ hôm thứ tư lấy nhà mình có hỏi. Mình chào qua mình cũng không thấy. Tủ lạnh này tủ lạnh nó standard, có nghĩa là khi mà mình mua nhà là nó có sẵn, giống như là cái máy hút, cái máy rửa chén, microwave, thì cái này cũng là cái loại sẵn, mình không có chọn thêm. Thì ví dụ như mà mình muốn upgrade, mình muốn mấy cái tủ lạnh mà nó xịn hơn chút xíu thì mình phải trả thêm tiền, ví dụ mình trả thêm khoảng 500, 700 ngàn. Còn cái này là tủ lạnh standard, nó không với lại giống như là khi mua nhà là cái tủ lạnh. Còn để cái chỗ này nó hơi hẹp ha, tại khi mà mình mở cửa mình không có khoảng không gian á. Còn nhà mình thì nó ấy kéo ra thì nó hơi hẹp. Có gì giá không? Dạ.
ký xanh của nó nè. Thì cái tủ này là tủ dùng century. Century thì màu trắng như màu hổ mình để giải thích á. Tùy theo cái sở thích của chủ nhà, mình chọn màu hoặc là mình chọn cái loại tủ. Tủ nó có nhiều level, có nhiều cấp độ khác nhau. Cái level này level thấp nhất mà mình chọn màu trắng thì mình đã phải trả thêm một cái. Nó hai cái luôn. Nhìn chung căn nhà này cái màu... là lại nhỏ hơn so với căn nhà mẫu kia nha. Còn cái đám này là mình có phải thêm tiền rồi cả nhà. Cái này là cái marble. Cái marble này là cũng phải thêm tiền. Và bàn bếp nè. Bếp nó ăn đó là cái này nó gọi là cooktop chứ không phải nó gọi là cái stove. Stove là ở dưới. Thì cái máy giống như là cái oven á và cái máy lò nướng á. Thì cái stove nó nằm dưới, còn cái này nó gọi là cooktop. Thì trên đây là cái máy đồ hút mà để hút đồ ăn lên. Dưới hồi nắp đấy coi, hồi nắp switch bên nữa. Ừ. Nè, nó cũng có đèn như đây ha. Này, cái đồ hút nè, mình hút cái này lên thì mình nấu đồ ăn nó lên. Medium high. Oh, I see. Khi mà you turn off thì mình vô mở medium hoặc high. Còn cái này là cái này là cái oven giống như cái lò nướng với lại cái microwave. Thì cái này là cái microwave rồi cả nhà. Chưa được đâu. Chắc nó chưa bấm điện đó. Còn cái này là cái ô lên. Cái này là cái lò nướng rồi cả nhà. Cái sen. Như mình cũng nói, cái chén này cũng thuộc mấy chén không với lại cái nhà. Mình chân đây là mấy chén này. Mỹ thì nó xài thôi, đúng chứ người Việt mình thích xài lắm. Người Việt mình chủ yếu rửa ngoài xong rồi trên đây còn là đồ ốp chén thôi. Mà ở đây nó hay cái là nó giấu. Bình nằm đây, những cái nút bấm thì nó giấu hết. Chứ hồi xưa cái máy cũ bình thường là để ngoài. Mà để ngoài vậy mấy đứa nít nó hay là nó bấm. Đúng rồi. Chỗ này nó giấu ở trong. Thì cái này là cũng chỉ là cái sink thôi dưới. Mình để giống như cái này cái sink là ở cái chỗ này là đủ chén xong rồi có thể mình để thêm chén thôi. Bỏ nước coi. Qua nó cũng thật sự ha, nó sơn cho mình những bộ gỗ màu xanh xanh ha. Nó ra ra cái gì? Đậm quá, tại vì cái đất của mình á, bởi vì thành ra trên nóc nó cao dễ sợ. Mình để được đồ thêm trong đó như vậy. Ngoài thank you.
để cái bàn ngang đây thì thấy nó trộn không sụp cũng được. Đây là phòng khách, hai cửa sổ, còn hai cửa sổ thì là hai cửa sổ mình bỏ tiền là mỗi cái xe. TV sau này mình sẽ treo lên ha. Và có là một cái kho sách với cả nhà, mình mua nhà mới rồi mình đi từng chi tiết một, người ta sẽ làm được y chang cái kiến trúc của mình. Ok. Ty của mà xây nhà thì nó mới gắn, còn không thôi á mình kêu nó gắn cái cụm này chính giữa thì nó tính khoảng hình như mỗi hổm nên nhớ 260 thì vậy. Ở trong đây thì cái closet nó không phải là walk-in closet, nó chỉ là cái closet mà giống như vậy thôi. Wow.
Mình không có bỏ tiền. Thì đây mình bỏ tiền để mình lấy hai cái đèn trên đây nè cả nhà. Còn không có thôi á, cái builder nó chỉ cho mình có cái đèn chính giữa. Bởi cái khúc này thì nó hơi tối, xong mình phải kêu nó gắn cho mình hai cái đèn đây. Mà gắn cái đèn hai đèn đây thì nó tính cũng khoảng hình như một cặp là 200 mấy thì phải. Đây restroom, đây là phòng tắm. Một cái đám này là mình bỏ thêm khoảng 100 mấy triệu đô để mình lấy cái đám này nè. Còn có không, nó cho mình cái đá standard. Đây là cái phòng master. Closet, closet trong này bự đó. Rộng. And then nó còn cho thêm mình cái chỗ này là chỗ mà giống như để tủ giặt đồ, tủ giống như khăn đó. Cái đám này là đám nó cho mình một quả. Cái giỏ sen.
mình go to cái concept nó cũng lâu. Lúc mà đã ở Tết và ở New York gặp mình thì giải quyết là cái đất của mình thích bao nhiêu, độ nhỏ bao nhiêu, mình muốn làm hàng nào hay không thì cũng có thể giải thích hết luôn. Rồi sau đó nó build cái brand up, bắt đầu từ tháng chứ, cho là 7 tháng đi. Ngoại có chắc ổ điện, sẽ xíu còn lại. Cái đó.